Bự lắm nha cả nhà, ở trên đầu ha. Thôi cho cả nhà mình xem nè. Đây cô chú ha, giờ mình xem cái bông ở trên đầu nó chuẩn bị nở nè cả nhà. Này là siêu bông Sài Gòn giùm em mấy cô chú. Ôi, cô chú mình nhìn là để ba cây nè, cái form đẹp khủng khiếp. Cái này cô, cái cây này đế là cô chú anh chị xem nè. À, cây này có đế nha. Rất là đẹp luôn ha. Ê, cái đế nó nở như trái bí nè. Cái hồ lô cái cành cây này cũng đẹp nha. Đều. Ừ. Nó lật cây cô chú anh chị nè. Cô chú mình nhìn nè, nó liền á cả nhà, nó liền cây hết trơn nè. Nè. Này ghép chột lên của chú anh chị ơi, quá đã luôn nè. Này gỡ về, gỡ mấy cái da dây ra được hết cả nhà, gỡ mấy cái băng xanh xanh á. Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh của em nha. Dạ ngày hôm nay thì em đang có mặt tại vườn mai của chị Ngọc Lan cô chú. Dạ hôm nay bên vườn có chuẩn bị một số cái mã số mai thành phẩm cả nhà, hàng khủng chơi Tết ha. À, để giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Dạ em mong cả nhà mình cố gắng đón xem hết clip và ủng hộ cho chị Ngọc Lan nha cô chú anh chị ơi. Thì hôm nay cây rất là đẹp luôn cả nhà ơi, hàng khủng không mấy cô chú anh chị phong tàng thông nha. Và trong đó có một số cây cô chú anh chị rất là to và rất là già mồ luôn nha cả nhà ơi. Rồi em xin phép vào clip luôn ha. Rồi em chào chị Ngọc Lan nha. Rồi em chào chị ha. Dạ. Rồi cũng chào cô chú anh chị hết mai vàng cả nước ạ. À, lâu lắm em không tới là kênh, hôm nay cũng tiếp tục tới là kênh giao lưu cô chú anh chị mình, lô Nhị Ngọc Toàn ha, siêu bông Sài Gòn rồi Hạt Cúc Hạ Hương ha. Dạ. Rồi Phú Tân ghép hoa tứ quý ha cô chú anh chị mình. Dạ rồi. Hôm nay mã số đầu tiên là mã số 1. Rồi mã số 1 ha cô chú mình. Là một cây Nhị Ngọc Toàn. Dạ. Hàng này là hàng siêu già mùa luôn cả nhà mình ơi. Nút nụ nó lên quá chừng luôn ha. Nút nụ này cô chú anh chị nào dùng bát treo rất là ok luôn ha. Dạ rồi. Cây này là cây khổng lồ luôn cả nhà. Cốt cành ở bên dưới ha cô chú anh chị mình coi giùm em nha. Rồi. Cái củ đế nó cũng thuộc dạng bự như cả nhà, to lắm nha. Và hàng siêu già mồ luôn. Tầm này mà có cây ngọc toàn như thế này là quá đẹp rồi cô chú anh chị. Rồi mình ra thông số em ha. Hoành đến này 32 ha. Dạ 32 hoành cô chú ạ. Nó đang nằm chậu 70 lọt lòng ha. Dạ rồi. Chiều cao nó là được 1m6, tán dạ. Ngang nó được 1m50. Quá đẹp. Rồi một cây nhị ngọc toàn này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 7.900.000 ha. Dạ 7 triệu bao ship nha cả nhà ơi. Nói chung là cây nè cô chú, em đụng tới chỗ nào là nụ nổi lên tới đó cả nhà, nó cộm nụ luôn nha. Đây nụ nút nụ rất là ok cả nhà ơi, cây này tết ra một cái là khủng khiếp luôn cả nhà, cây rất đẹp nha, đặc biệt là ghép rất là già mùa ha cả nhà. Đó cô chú anh chị mình tham khảo cái mã này giúp em nha, mã này là mã số 1 ha cả nhà mình ơi, Nhị Ngọc Toàn nè. Dạ rồi mã số tiếp theo ha cô chú mình. Mã số 2 là một cây cúc Hạ Hương ha cô chú anh chị mình. Dạ rồi, ôi cái form tàn này cả nhà mình ơi, cây cúc Hạ Hương này em ghép 4 mùa, 5 mùa gì nè, già dữ lắm luôn nha. Rồi đem chung vô cả nhà ơi, nói chung là phải chung vô mới nhìn thấy được nha. Nè, cái cốt cầm nó liền lạc hết trơn nha cả nhà. Rồi quay mình đi trống trống cho lên cái cốt ở trên nè, đó. Cả nhà ơi, nó dốc ngọn luôn cả nhà. Và cái tàn nó lợp kính mít luôn. Đặc biệt là hàng già mùa của chú. Nè, nó già mùa cỡ này cả nhà ơi. Tầm vài mùa ha, 3-4 mùa không cả nhà ơi. Cái này dáng thực đế nở nha. Dạ rồi. Cái này thì nút ngủ quanh điểm này chỉ có 25 thôi ha. 25 và cũ là được 40. Mà có cái tàn nó quá đẹp cả nhà ơi, nó nuôi cái tàn khủng quá. Chiều cao chắc tầm 1,5 m cô chú anh chị, đâu không tới. Dạ. Tán ngang 1m46. Cao 1,5 m nè, tán ngang 1m46 và em cho cả nhà mình xem nụ ha. Hình như là em gọi vô là em bắt gặp nụ liền nha cả nhà. Nói chung là ở hương vào mùa nụ nó ổn lắm cô chú anh chị mình nha. Em dỡ cái nhánh này lên cô chú anh chị mình lô thôi nha. Lô hương này nụ bao nụ luôn. À, bao nụ cho mình luôn ha cả nhà. Đây, trời ơi cái hàng này. Ít có. Lô này em chỉ có 20 cây như thế này ha, cô chú anh chị nào lấy hết thì em sẽ báo giá cho cô chú anh chị lấy hết luôn ha. Dạ. Có. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 4.900.000 ha. Dạ. 4.900.000 bao ship nha cả nhà mình ơi. Cây quá đẹp cô chú anh chị mình ha. Rồi em qua mã ha cô chú mình. Rồi mã kế đến ha cả nhà mình ơi. Mã số 3. Số 3 nha cả nhà, cũng là cúc Thọ Hương nha. Trời ơi, cô chú mình nhìn là để ba cây nè, cái form đẹp khủng khiếp. Cái này cái cây này đế nè cô chú anh chị xem nè. À, cây này có đế nha. Rất là đẹp luôn ha. Ê, cái đế nó nở như trái bí nè. Cái cành này cũng đẹp nha. Đều. Ừ. Nó lật cây cô chú anh chị nè. Cô chú mình nhìn nè, nó liền á cả nhà, nó liền cây hết trơn nè. Nè, này ghép chột lên cô chú anh chị ơi, quá đã luôn nè. Này gỡ về, gỡ mấy cái da dây ra được hết cả nhà, gỡ mấy cái băng xanh xanh á. Trời ơi. Cái chùm nụ nè cả nhà. Cái ghê thì chứ nụ quá trời đã. Hoành 23 ha. Rồi cái cũ nó còn đâu cũ sát như thế này ha. Cũ đẹp ghê là được 49. Rồi, quá xuất sắc luôn. Nó cao chắc cũng tầm 1,5 m của chú anh chị. Ừ. Tán ngang nó được 1m37. Cái này được cặp với cây nãy nha cả nhà ơi. Cái này mà cô chú anh chị mình lấy cặp với cô chú anh chị ơi, đi chung á thì bên vườn để giá yêu thương hơn nha.
cô chú anh chị lấy một cặp ha, và mà trong khu vực miền Nam em sẽ giao xe mà để chậu luôn cho cô chú anh chị mình ha. Dạ. Rồi cây này em cũng vẫn giao lưu cô chú anh chị mình, giá là 5 triệu đồng ha. Dạ, 5 triệu cho cây này cả nhà ơi. Nói chung là cây là thuộc hàng xây khủng không nha cả nhà. Rồi để cho cả nhà mình coi nụ ha. Nói chung là thọ hương, cái lô thọ hương này nút nụ rất là ổn cả nhà ơi. Tết là nó sẽ ra nguyên một cái cây như thế này, giống như hoa giả luôn cả nhà. Siêu đẹp luôn cô chú anh chị mình ơi. Đó, em xin phép qua mã tiếp theo ha cô chú. Mã tiếp theo ha, mã số 4 là một cây siêu bông Sài Gòn ha cô chú anh chị. Sài Gòn già mùa, nút nụ là cô chú lên nhiều ha. Để cho coi cái dạng nút nụ xong rồi em cho cả nhà mình xem củ đế nha. Thì cái lô này là mình chơi Tết hết nha cả nhà. Nè, nút nụ đang lên ha, quá ok. Dạch là thấy nha cô chú anh chị. Gốc chà bá luôn. Cũng to dữ ta. Cây này cũng nằm chậu 70 lọt lòng cô chú anh chị. Lực cây dây trời chất cạnh là cái này. Nó không thấp. Quanh nó được 33 rưỡi tới 33. 33 luôn, quá dữ. Cao chắc cỡ 1m6, 1m7 ha. Có thể hơn nữa cả nhà, do trừ heo nha cô chú. Tăng ngang nó 1m25. Rồi. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 4.800.000 ha. Dạ 4.800.000 thôi cả nhà ha. Một cái cây siêu bông Sài Gòn hàng khủng cả nhà mình luôn nha. Nút nụ là đơm đặc ha cô chú anh chị. Đó, cả nhà mình tham khảo cái mã này giúp em đi cô chú ơi. Em quay lại cho cả nhà mình xem kỹ lần nữa nha. Quá ok luôn. Dạ mã tiếp theo luôn ha cô chú mình. Mã số 5. Dạ. Vẫn là cũng thọ hương ha cô chú anh chị mình. Rồi, form tàn thông đều cả nhà ơi. Cây rất là to luôn ha và tàn rất là đều luôn. Thọ hương mà nụ này ha, tết rải một cái không thấy nhánh đâu thôi. Là cả nhà em quay dưới nha cả nhà. Nè, quay dưới mà cái nụ nè, cô chú anh chị mình thấy không? Nụ rọi lên nụ quá ok nha cả nhà. Gọi là thấy nha cô chú anh chị. Tại hàng già nên cô chú anh chị mình yên tâm là nụ rất ổn nha. Cây này dưới vẫn còn đế nhưng mà không có hai hát nha. Dạ. Rồi, mình báo hôm số. Hoành được 21. 21 hoành cả nhà ơi. Cao chắc cho 1m5 luôn đi cô chú anh chị. Chứ em thấy nó hơn bự lắm cả nhà ơi. Rồi. Tán ngang nó được 1m32. Rồi, tán ngang là 1m32 ha. Cây này quá trời đã luôn nè. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 4.500.000 nha. Dạ cây này 4.500.000 nha cả nhà ha. Đó, xoay giùm em 1-2 vòng đi chị Ngọc Lan ha. Đó cả nhà ơi nè. Ồ cái cây mà bà có chút xíu bà ngồi đó kìa. Cây rất là đẹp cả nhà. Rồi em xin phép qua mã luôn ạ. Rồi cái đến nha cô chú anh chị. Mã số 6. Số 6 cả nhà. Là tiếp tục một cây họ hương ha. Clip này em lên chỉ có 4 cây họ hương cô chú anh chị. Ôi mà cây nào cây nấy phải nói là cái dàn nụ rất là khủng nha cô chú anh chị. Quá trời luôn chị Ngọc Lan ơi, xuất sắc luôn nè. Cô chú mình có thể là hốt hết mình mua 4 cây thì bên vườn để giá nhẹ nhàng hơn ha, giá nhẹ hơn. Nhàng mà giao xe để nguyên chậu để phân tàn luôn ha, chứ không có bớt ha. Rồi đây cô chú anh chị ha. Cây này như nó có bị lỗi cái này xíu nè cô chú anh chị mình. À nó đắp cái nó hai da nhưng mà da tông nó vẫn lên xanh lại. Rồi cái nha. Hoành 24. Rồi đế thì có đế nha, cao thì cũng từ 2.5m đi, hàng bự lắm, tăng ngang nó được 1.4m. Rồi cái này em vẫn giao lưu cô chú anh chị mình giá là 4.900.000 thôi cô chú anh chị mình. Dạ rồi, cả nhà mình tham khảo cái này giùm em nha cô chú chị, form tàn quá đẹp nha cô chú anh chị ơi. Lô này làm bao nút nụ cô chú anh chị mình luôn ha. Dạ, bây giờ mình chuyển qua mã tiếp theo nha cô chú. Rồi mã số tiếp theo luôn nha cả nhà mình, mã số 7. Dạ. Là một cái phôi tứ quý ghép phú tân của cô chú anh chị mình. Phú tân hơn 4 cánh. Dạ. Cái gốc nó rất là to nha cả nhà ơi. Hàng này là cô chú nhìn nè. Đây tại điều. Phôm cao cả nhà ơi. Phôm này có thể là gọi là phôm dùng hả chị? Đẹp quá ha. Không biết dùng cao nè, không biết dùng từ gì nhưng mình thấy nó đẹp quá nè. Nhìn cưng nha cả nhà. Phú tân mà lúc ngủ cây này thì em bao phê cô chú anh chị mình ha. Dạ. Ít có hàng phú tân mà ghép gốc tứ quý lắm nha cả nhà. Còn cây gì nhất luôn. Rồi nút ngủ cũng khá là ổn luôn. Hoành em đo điểm này là 42 ha. 42 hoành ạ. À điểm đó. Còn tên đây là được 36. Cây to nha cả nhà. Đế nó được là 99. Rồi. Thoát thân nó là 54. Dạ. Cao 1m15. Rồi. Tăng ngang nó 1m02. Rồi xoay giùm em ha. Đây nè cả nhà. Cây rất là đẹp luôn. Hốt cành ha. Nó rất là to cả nhà. Đóng liền lạc mà cứ đến chị. Ngủ thì lên ok ha. Rồi mình báo giá cho em cây này. Rồi luôn. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 7 triệu đồng ha. 7 triệu. Bao ship hay cả nhà. Dạ. Đây. Phú Tân nha cô chú anh chị. Hàng Phú Tân già mùa nha. Rất nụ. Rất là đẹp luôn. Đặc biệt là cây này tứ quý, hàng ít có ha cô chú anh chị. Cây Phú Tân này ghép mắt bo cô chú anh chị mình coi kìa. Những cái mắt bo nè. Nó là biết nó ghép lâu mức độ nào à. Nè, cái bo này cô chú anh chị đó. Liền đầu da luôn ha. Quá ok luôn. Rồi em qua mã tiếp theo nha cô chú anh chị mình ơi.
Mã số kế đến hả cô chú anh chị? Mã số 8 là một cây phôi mai vàng ghép với siêu bông lợn hả cô chú anh chị mình? Dạ, đặc biệt cái cây này rất là lực nha cả nhà. Rất nụ. Quá trời cái cây luôn, nhìn nó già làm sao đâu ha. Cái đế nó quá làm sao á. Dạ, đây, quá đẹp. Đây cả nhà mình đây. Rồi, siêu bông bình lợi dùm em cả nhà. Rồi. Cái hoành em đo điểm này ha là được 42 ha. Dạ, 42 là đo trên ha cả nhà. Xích xuống đây thì nó được 40. Dạ, cái eo là 40. Cái tổng đế được 87. Dạ. Cao được 70. Rồi, cao tán 70. Tán ngang nó được 86. Tán ngang 86 ha cả nhà. Rồi. Rồi, cây này, lại. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 3.900.000 ha. Có 3.900.000 nha cả nhà. Bao ship cho mình cây này ha, 3.900.000 nha cô chú anh chị mình ơi. Cả nhà mình tham khảo giúp em ha. Cây rất là đẹp nha cô chú. Nè, già mùa ha và gây phôi vườn đó cô chú mình ơi. Chiều cao nè, chiều cao 1m18 ha. 1m18 nha cả nhà. Tăng ngang 1m38. Rồi, 1m38 luôn rồi, xây giùm em đi chị ơi. Trời ơi, cái cây thiệt chứ phải nói là cái tàn kiểu quéo luôn, y như mầm thôi nha. Đúng rồi, quá đẹp. Nó chuẩn bị lên cái bông bự lắm nha cả nhà, ở trên đầu ha. Rồi cho cả nhà mình xem nè. Đây cô chú ha, giờ mình xem cái bông ở trên đầu nó chuẩn bị nở nè cả nhà. Đây là siêu bông Sài Gòn giùm em mấy cô chú anh chị. Nó nút nụ thì nó đang lên chân kim nha. Cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Rồi, trong cái quá trình em quay thì có chưa rõ cái mã nào thì mình cứ alo cho bên vườn nha cô chú. Do là hàng này là hàng sữa tàn cô chú, kẹo tàn ha nên em không dám dở mạnh nha cả nhà. Quay sơ sơ sương sương ở trên cho cả nhà mình coi thôi ha. Phải nói cái cây này là nó như chiếc trống kỳ diệu luôn cả nhà, đẹp. Xuất sắc luôn ha. Nó có cái nụ trên đây nè cả nhà, nó chuẩn bị nở nè. Đó, cả nhà mình tham khảo giùm em ha. Rồi em thu nhỏ cái này lại cho cả nhà mình xem hết rõ cái form cây nha. Đó. Quá xuất sắc luôn. Báo giá em đi chị. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 20 triệu ha. Dạ, 20 triệu đồng bao ship khu vực miền Nam cả nhà ha. Một cái cây siêu bông Sài Gòn và gọi là hàng khủng cả nhà. Đó cô chú anh chị ha. Mình tham khảo lại cây này một lần nữa giúp em đi cả nhà. Đây là mã mấy chị? Mã số 9. Rồi, mã này mã 9 giùm em đi cả nhà mình ơi. Rồi em xin phép qua mã ạ. 9. Rồi mã số 10. 10. Là một cây siêu bông bình lợi của clip hả cô chú anh chị nè. Dạ, một cái form tàn của cây này rất đẹp hả cả nhà. Và là hàng dán trực luôn á cô chú anh chị. Bể đế là thuộc dạng không phải dạng vừa luôn cả nhà. Nó bự nè, nhìn nó đẹp lắm cô chú anh chị. Cây này cũng dẫn ship miền Nam, ship chậu luôn cho cô chú anh chị mình. Ừ. Cái mấy cây lớn tiền này không bỏ chậu nha. Hàng bonsai hả cô chú anh chị. Đó, nút nụ lên khá ổn nha. Mình đã không số mẹ nè. Hoành em đo như thế này ha, được 42 ha. 42 hoành cô chú anh chị. Cái đế là nó bích cái bầu này luôn, chậu này hình như chậu 6 hả chị? Chậu 6. Em phụ cho. Đây cả nhà để là bích chịch gì luôn này cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Bích rễ luôn ha. Không dắt thước dây không hết. Đó, này cỡ cho mình tính thước rưỡi đi ha cả nhà. Cái đế là thước rưỡi nha cả nhà, cũng kiếp không? Cây này là ghép xong lợi nha cô chú anh chị. Bình lợi nè. Chị coi cái vàng nụ nó cái ha. Nói chung là vàng nụ nó ổn để chơi Tết nha cả nhà. Chiều cao em nói là 95 ha. Cái trên đầu cái cốt ghép này cả nhà. Tán ngang là 1m. Rồi, cao 95, tạng mét ha cô chú anh chị. Siêu bông bình lợi luôn. Hàng rồi. Bonsai của đế đẹp nè. Rồi, cái này em dẫn giao lưu cô chú anh chị mình giá là 15 triệu đồng ha. Dạ, 15 triệu bao ship ha cô chú anh chị. Cây này nè, xuất sắc luôn cả nhà. Thì cô chú anh chị mình có thể tham khảo ha. Những cái mặt mà hàng mai vàng bên vườn của chị Ngọc Lan á, mình thấy được cái mã nào thì mình ủng hộ cho nhà vườn ha cô chú anh chị. Rồi mình chào khán giả luôn. Rồi cái này cũng là cây của clip của em ngày hôm nay ha. Em cũng chúc cô chú anh chị mình xem hết clip và chọn được cây mai ưng ý về chơi Tết 2025 ạ. Dạ. Rồi em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0344449496 cũng là số giao du Zalo của em ha. Dạ rồi. Dạ em xin chào tạm biệt cô chú nha. Và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo ạ.